Xin chào các bạn nhé. Máy phun cát Duy Tùng hôm nay lại làm một cái clip để cho hàng lên đường đây. Hôm nay là ngày 11 đấy, tháng 4, tức là qua ngày mùng 10 đấy, mùng 10 rồi. Bây giờ là hôm qua là dỗ tổ Hùng Vương, hôm qua là ngày nghỉ, hôm nay hàng mới lên được mặc dù các bạn đặt từ hôm qua đấy. Thứ nhất là mình sẽ test máy cho các bạn trước khi lên đường, lắp hơi trong máy.
Anh ép 9 cân rưỡi là người cân này. Đấy, 9 cân này. Đấy, thế nó bật lại số 0 là cái là rơi nó vào. Bắn thì chỉ cần điều chỉnh mỗi cái này 50, mở 50 sẵn xong rồi mở cái này điều chỉnh 3 cân là bắn thôi. Máy trước khi lên đường cho các bạn. Đây mình đã đóng hàng sẵn đây rồi. Và đóng tên như này, xong mình tháo ra, mình tháo một cái ra nhé để cho các bạn xem nhé. Sau đó là mình đã đóng vào nhé, để khi các bạn nhận hàng thì các bạn lại ráp vào cái là xong thôi. Đây mình tháo một cái sản phẩm ra này, cho các bạn thấy nó tháo lắp nó rất là đơn dễ để đi đường này cho nó yên tâm. Mình tháo một cái cối ra nhé. Đây ví cái cối như này, tháo ra thì mình tháo ra này, ấn cái này vào, ấn cái này là rút được ra được. Khi là nó hơi vào thì nó sẽ có gen chặt ở đây rồi. Đấy mình sẽ gửi cho bạn cái này đi nhỉ. Cái này nó có cái gen ở đây. Để các bạn khi mà các bạn lắp chặt như này rồi, các bạn đóng cái này nó chặt vào nhé. Các bạn đóng cái này, ví dụ như là lấy cái, mình lấy ví dụ như là cái này. Lấy cái này chẳng hạn, đóng này vào cái thì nó sẽ chặt ở quá trình mà làm ấy, nó không bị lay động. Đấy, làm chặt cái này vào thì khi làm nó không lay động. Cái này phải ngoảnh đúng như này nhé. Đấy, để tránh trường hợp là cái đồng hồ thì các bạn vặn nó vào để cái đúng không vào đây để các bạn nhìn thấy nó dễ hơn. Nhiều bạn cứ vặn lệch lạc như này hoặc là cái này lệch ở trong này thì là nó nhìn nó khó làm. Đây mình đi mình sẽ tháo cái này ra này. Đấy, tháo này ra này. Đấy, về các bạn chỉ được cài rồi là xong. Đấy, để đi đường nó tránh nó làm vỡ hỏng cái này. Nhiều khi đi nó hay bị cong cái này. Nhưng cái này là thép dẻo nên là thoải mái không sao. Cong thì bẻ ra cái là xong. Đấy, còn những cái này mình sẽ đóng buộc chặt hết vào đây thì sẽ yên tâm, không có sợ. Quy trình đóng hàng hết sức cẩn thận. Đóng hết vào cái phụ kiện vào cái hộp này nhé. Đây xa chút để các bạn nhìn thấy cái hộp phụ kiện.
đây mình đóng thì sẽ không thiếu một thứ cái gì, nhưng nó chỉ có cái này thôi, mình tháo cả cái này ra nhé. Nhưng mà về không có bạn nào thiếu hàng cái gì. Đây mình tháo hàng cái này ra cho đóng hàng cho các bạn tốt. Yeah, tắt tiếng để ông làm. Mình cho cái này nhé, cục nó tan này, các bạn sẽ cuộn thêm vào, khi các bạn xoáy vào thì các bạn sẽ cuộn thêm vào đây. Thì mình vừa xoáy ra là nó sẽ mất cái băng tan rồi, thì mình có, nếu mà không cho băng tan vào thì nó sẽ bị xì hơi. Thì các bạn cho băng tan vào cái này xong các bạn xoáy vào. Ông ta nó xoáy chặt vào nó kia. Đây xoáy sẵn như này rồi, trong về các bạn chỉ xoáy vào xong. Hết sức cẩn thận. Nếu của bạn nào không, mình không cho vào hộp thì mình sẽ bọc dưới bóng, bọc cái dưới này. Thường là đi đường ấy, nếu mà có con quật hay chăng nữa thì nó chỉ gãy một cái này thôi, tức là gãy cái này nó lủng lẳng chẳng hạn, thế thì mình sẽ gửi thêm. Mình thêm cho các bạn một cái này. Đấy, trường hợp nó gãy thì nó chỉ gãy cái này. Tức là đi đường nếu mà có cái anh shipper là anh không để ý thì anh quăng quật bình trong nữa thì chỉ gãy mỗi cái này. Mình cho thêm một cái này. Một cái này để cho hai cái phụ kiện này để cho các bạn về, nếu mà trường hợp có quăng quật thì có cái mà xử lý ngay, thay vào cái được. Nhiều bạn hỏi vào sau thì về có anh hiểu thừa cái này là chỗ đấy. Các bạn lắp xong rồi vẫn thấy thừa. Hôm như này về thì mà rơi giống như lại. Thế mà hôm gửi đồ lên Hà Giang mà anh shipper anh cũng làm rơi được một cái. Hôm đấy là do
do nhân viên buộc không cẩn thận dẫn đến rơi khách hàng. Bây giờ mình sẽ yêu cầu buộc cái nào để buộc hết sức cẩn thận. Thì khi mà gửi đi xa, các bạn chỉ cần rơi hoặc mất một cái là không làm được. Hết sức cẩn thận cho các bạn. Lau chùi sạch sẽ. Đấy. Sản phẩm là đẹp nhất có thể. Bây giờ mình sẽ lau chùi sạch sẽ này. Đấy, như thế này là các bạn thấy yên tâm rồi nhé. Mình sẽ bỏ cho các bạn một lớp bảo vệ cho sạch đây nhé. Các bạn có hướng dẫn cho tôi rồi, để cứ làm thôi. Bọc thêm một lớp này nữa. Xong bọc thêm lớp này xong lại thêm một lớp sốt nữa. Nhưng đóng hàng chắc chắn không phải vội vàng. Bọc như này khi các bạn nhận hàng nó vẫn còn mới cứng luôn. Đấy. Bình thường ngày xưa là mình hay bọc như thế này là mình giao cho đơn vị xong rồi. Thế nhưng mà quá trình đi về thì có thể là nó lại bị cái chỗ này hoặc là cái này nó bị xước. Thì mình bây giờ mình bọc thêm rồi mình xốp vào đây nữa. Cho một miếng bìa bên ngoài nữa.
yên tâm luôn. Đóng cẩn thận tí thì các bạn đi thì các bạn cũng yên tâm. Thế một lớp phong dính vòng quanh nữa, thế là xong. Còn vật liệu nhẹ thôi nhưng mà lại chắc chắn. Không sợ đứt dây thì có phong dính kín thêm vòng quanh này. Như này sau đó mình sẽ dán người nhận ở bên ngoài, thế là xong. Bây giờ theo chân mình ra đánh một cái sản phẩm của khách hàng nhé. Đây, hôm nay mình sẽ quay trực tiếp vào đây luôn để cho các bạn tên của sản phẩm, một tên của khách hàng. Máy phun cát Duy Tùng Bắc Giang đây. Bạn Khải Hoàn nhé, Khải Hoàn mình sẽ ship nhanh cho bạn này. Trần Kim Thùy, mình lưu tất cả của các bạn mua hàng ở đây rồi nên này các bạn cực kỳ yên tâm bảo hành. Trần Kim Thùy, mình ship miễn phí, còn bạn nào mà sẽ muốn chuyển hàng nhanh thì bạn sẽ chỉ chịu ship. Tức là chuyển hàng bình thường ấy, mà chuyển nhanh thì nó sẽ nhanh, hàng sẽ đi nhanh hơn thì bạn phải thêm từng ship. Quốc lộ 1A thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm. Các bạn cứ nhắn rõ cho mình nhé, bởi vì là nhiều địa phương mà mình không biết phải hỏi lại. Huyện Hàm Thuận Nam,
có điện thoại thì mình sẽ cốt vào để cho nó không sai được. Điện thoại mình cốt như này thì nó sẽ chính xác. Của bạn còn 4,5 triệu nha, ship khách trả. Nên mình ghi là ship nhanh ở đây để cho sau mình sẽ lên đơn, nhưng mà bên bưu điện họ sẽ biết ship nhanh. Ok. Thế này mình sẽ dán vào bên ngoài của cái máy là xong. Hôm nay quay chi tiết cho các bạn hết tầm 30 phút. Các bạn nhận hàng các bạn sẽ yên tâm. Như này xong mình sẽ lên đơn, mình sẽ gửi cho các bạn luôn. Đấy, chụp. Khi người ta nhận hàng sẽ thấy yên tâm. Thế còn cát thì về các bạn sẽ bắn các loại cát nhé. Cát gì cũng bắn được. Đây là cát, đây là cát trắng này. Hạt thì nó là hạt 0,1 đến 0,4. Hạt 0,4. Đây chính là hạt này này, hạt 0,1 0,4 này. Cái này của nó là nhỏ tí luôn. Cái này bắn chữ thì những cái chữ nhỏ siêu đẹp, chữ nó sâu và đẹp. Thế còn nhưng mà nó sẽ tốn, thế các bạn sẽ bắn cát 0,7. Đây, cát 0,7 đây. Cát này thì cánh nó sẽ to hơn này. Cánh nó to này bắn sau nó vụn ra là vừa. Các bạn về làm tủ nhé. Đây tủ đây, mình vẫn bắn đây. Mình bán hàng nhưng mình bắn rất nhiều. Đấy, tủ này. Trong có một cái hút bụi với một cái thông gió với một cái quạt. Đá thì cứ đây, đá đây, kim sa này, rồi thì đây đá kim sa này, để đây nó rất bụi, nó đang làm đường đây là rất bụi. Cát đây, cát này thì cát hạt mài dạng thép này, bắn này hàng nghìn lần, để bắn lâu nó bụi nó nhỏ nhín ra. Đây hoặc là cát biển này. Đấy, rất nhiều nhá. Mình phơi ra đây cho nó lắng để bắn nhà làm hàng, bán máy nhưng mà làm hàng rất nhiều. Bạn nào mua thì alo nhé. Máy mình đây cát này. Cát. Cát này máy to này. Máy to này, máy to rồi cát hạt mài này. Cát hạt mài rồi thì dây cao su vẩy bố này. Đấy, bạn nào mua thì alo nhé. Hàng lên đường hôm nay đây nhá. Xin chào tạm biệt các bạn nhé.